Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay ở trong cái video này thì mình xin giới thiệu với mọi người con máy chuyên đục 17 ly của Classic CLA0440 và đây là cái tem phụ của nhà nhập khẩu nhé. Con này thì là chuyên đục cho các bác làm thợ chẻ đá, đục nền, đục phá bê tông và làm trong các bác thợ điện nước chuyên đục bê tông hoặc đục nền đấy, hoặc là đục phá cột. Cân nặng của con này cả hộp cả phụ kiện của nó thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 9 ký 7 nha mọi người. Con này là sẽ là chất lượng cao hơn so với con 0810A. Con này mình đang bán với giá là 2.050.000 miễn phí vận chuyển, giao hàng toàn quốc. Và mọi người hãy xem cái hộp của máy thì nó được bọc trong một cái bộ hộp sơn đẹp đấy, bằng thép cực kỳ là chắc chắn nhé. Đó, được đính này. Đó, đây mình sẽ bóc mở hộp cho mọi người cùng xem bên trong là nó gồm có những cái gì. Thì máy cũng được bọc giống bảo vệ giống với con 0810A, là được một cái lớp xốp như thế này. Phụ kiện bên kèm theo bên trong này, đây là dụng cụ để tháo lắp lọ mỡ tra dầu này, tặng một lọ mỡ tra dầu này, một mũi nhọn. Đó, được tặng kèm theo một mũi nhọn, một sách hướng dẫn sử dụng và một thẻ bảo hành chính hãng của công ty. Và đây là một cặp chổi than dự phòng. Nó sẽ to hơn so với con 0810A một tí nha mọi người. Đấy. Ngoài ra thì bên shop sẽ tặng kèm theo một mũi đục 17 ly nữa cho tới quý khách hàng. Nếu mọi người thích mũi nhọn thì bên mình sẽ để mũi nhọn bên trong. Còn mọi người thích mũi dẹp thì bên mình sẽ để mũi dẹp ở bên trong. Đấy. Tùy vào cái nhu cầu của khách hàng thích nhọn hay dẹp. Và đây là con máy của mình. Đây. Đây là con máy nhé. Cái vẻ ngoài đầu tiên ấn tượng của nó đối với mình, nó là những cái đầu hướng mũi tên như thế này. Đó, đây. Con này sẽ không có logo dập nổi của Classic khác với con 0810A nhé mọi người. Đó, nhìn nó sẽ thiết kế gọn hơn. Đấy. Phía bên trên đây, mình sẽ điểm danh chi tiết cái thiết kế này. Phía bên trên đây thì nó cũng có là vị trí lắp tay cầm phụ khác khi mình đục xuống này đấy. Đây, phía bốn xung quanh nó được bắt bốn con ốc. Với lục lăng này là lục lăng 6 nhé, và lục lăng 5 đấy. Lục lăng 5 thì mọi người có thể là dùng cái bộ dụng cụ lục lăng mà mọi người tháo ra để kiểm tra bên trong. Hai nữa là đây là vị trí để mình tháo lọ mỡ tra dầu thì mình có thể sử dụng cái này. Mình tháo ra. Rồi, mình tháo trước cho mọi người cùng xem. Khi nào mình dùng một thời gian á, mình phải thay dầu mỡ thì mình hãy tháo ra, mình tra lọ dầu mỡ vào nhé mọi người. Để làm sao để cho máy nó chạy được trơn tru và hiệu quả hơn. Thứ hai làm cho hạn chế máy nó nóng và để cho máy có tuổi thọ lâu dài hơn trong quá trình sử dụng. Đây, đó. Bên trong cũng có một ít mỡ tra ở đây, chụp cần khỉu để chuyển động để mình đẩy mũi ra mình ấy đấy, mình phá đấy, đục phá bê tông đó. Với các dòng cụ điện của Classic, máy đục bê tông hoặc là máy khoan, hay là máy hai chức năng thì bên mình đang bảo hành chính hãng tại 6 tháng và có các trung tâm bảo hành chính như là ở Sài Gòn, ở Tây Nguyên, Đà Nẵng hay là Hà Nội hay là Hải Phòng nữa. Shop mình là ở Hà Nội nhé. Mọi người có thể là đến trực tiếp số 41 ngõ 1277 Giải Phóng, thành phố Hà Nội để mọi người có thể là mua hàng trực tiếp hoặc là tham khảo các dòng mẫu mã mà bên mình đang phân phối. Con này theo tem thông số của máy này là máy có công suất của nó là 1.300W này. Đấy, lực đập của nó 21 J này. Và đây số lần đập trên 1 phút là 3.600 nhé. Điện áp là 220 này, tần số này. Đó, series của máy này. Vị trí thay chổi than thì nó sẽ nằm ở bên hai bên hông này. Mọi người có thể tháo 1, 2, 3, 4. 4 con ốc thì mọi người có thể thay được chổi than đây nhé. Con này cũng sẽ có là công tắc làm việc chế độ liên tục này. Đó. Đây, công tắc làm việc đây. Có báng cao su nhé. Khác với con 0810A, 0810A sẽ không có báng cao su được mọi người ạ. Đó. Để mình cân nặng luôn. Xem là con này sẽ nặng bao nhiêu kg. Mình sẽ bỏ thêm một mũi của nó nữa vào này. Dây điện phía bên trên này. Cân nặng của máy là 6,9 kg. Đó. Cân nặng của máy là 6,9 kg. Con 0810A thì bên mình đang bán là 1.490.000, còn con này là
2.050.000 đấy, miễn phí vận chuyển, tất cả đều là miễn phí vận chuyển cho mọi người. Bây giờ mình sẽ cắm thử tiếng máy cho mọi người cùng nghe. Đây nha. Quá là đẹp luôn. Hầm hố. Thiết kế những cái đường mũi tên mình cực kỳ là thích. Đầu lắp mũi đây. Nhẹ nhàng tháo lắp. Ok nha mọi người, video này hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây. Ở video sau thì mình sẽ làm cái khả năng thực tế của nó hoạt động là như thế nào. Mình sẽ thử đục bê tông đó. Mọi người muốn mua hoặc đặt hàng tới cái con máy đục 0440 này của Classic thì mọi người hãy liên hệ tới số điện thoại mình để ở dưới góc bên dưới màn hình nhé. 0918935868, hoặc mọi người có thể là kết bạn Zalo với mình. Mình sẽ gửi cho các mẫu mã, các dòng đục hay là máy khoan của Classic mà bên mình đang phân phối. Thứ hai nữa là mọi người muốn mua hàng trực tiếp thì mình sẽ để cái đường link của trên các sàn thương mại điện tử như là Shopee hay Lazada, mình sẽ để ở trên đó để cho mọi người có thể tham khảo trên giá của trên các sàn thương mại điện tử hiện tại bây giờ. Và mọi người đừng quên hãy cho mình một like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình làm thêm nhiều các sản phẩm review chính hãng hơn của các dụng cụ điện cầm tay chính hãng mà bên mình đang phân phối. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.